có rồi nè. Anh muốn chị đúc. Không có uống. Hôm qua anh đi đâu? Làm gì? Với ai? Nói. Trời ơi, anh nói nãy giờ em chịu tin anh thề luôn, thề luôn á. Là hôm qua là họp lớp, rồi anh có uống miếng bia mà uống đâu, uống gần nhà nè. Cái xỉn quá, cái về nhà ngủ luôn, không chưa có gọi cho em. Chứ anh có đi đâu đâu, thiệt. Thiệt không? Tin lần này thôi đó nha. Tin anh lần đi, trời em mới biết. Trong cuộc đời của anh á, anh không có thương ai ngoài em, em muốn cho anh đúc tôi. Không, em là duy nhất là cả khoảng trời trong anh, đúng không? Coi kìa, mặt kìa, giận cái mỏ chu chu, thấy thương. Đúc em đúc. Nước đi, nước. Miễn sao mình yêu nhau được à? Đó. Thiệt á, em thương có mình anh thôi đó. Để anh viết cho nó dễ xuống. Sáng dậy uống nước nhiều không vậy? Ừ, uống nhiều lắm. Em uống nhiều mà sao mắt quá? Thiệt tình à? Lẹ xíu nè. Đi lẹ nha. Ừ, đi lẹ chứ đi cho lâu kìa. Kỳ ghê vậy. Tính hẹn ra đi hỏi tội mà rốt cuộc. Điện thoại mà chụp hình không có đẹp gì hết trơn. Điện thoại này đẹp nè. Tối nay gặp ở đâu? Anh trả tiền khách sạn nha. Bí mật nha. Trời ơi là trời. Anh mà ra hả? Anh chết với tôi. Chưa bao giờ thấy thoải mái như hôm nay. Em ơi, thoải mái quá. Giờ tự nhiên anh thấy anh năng lượng của anh ơi, nó dâng trào. Anh dám được coi phim nha. Gì vậy? Em Ngọc, anh thích hả? Thôi không thích thì thôi, làm gì nhìn anh ánh mắt đó. Thôi giờ không coi phim. Đi công viên nước không? Đi công viên nước mình tắm. Tắm cho nó. Mấy này thời tiết nóng quá. Giở mặt với tôi hả? Mệt lắm rồi. Anh, trong khi anh làm đủ thứ điều cho em vui, cái gì anh cũng chiều em á. Mà lúc nãy cái thái độ đó với anh Hoàng giờ không thích nữa thì... Hôm xưa anh dẫn em đi ăn được chưa? Đi khách sạn. Thôi, anh bán chuyện tế nhị luôn. Anh nói ra người ta nhìn mình kỳ lắm. Anh giỡn mặt với tôi hả? Anh đi khách sạn với con nào? Nè, em bình tĩnh giùm anh được. Anh giỡn mặt với tôi hả? Em bình tĩnh, em nghe anh nói được không? Anh đi khách sạn với con nào, hả? Anh đi khách sạn với ai? Rồi bây giờ, ví dụ đi khách sạn á, anh trả tiền hay nó trả tiền? Đi khách sạn bình thường thì mình tế nhị, đàn ông trai mình trả cho ai, để gái trả vậy? Anh dừng ra cho tôi, gọi xong tôi đi chị. Em đứng thì anh có đứng đâu? Mày đặt anh trả tiền nữa hả? Hả? Cái đó là em hỏi mà. Em hỏi giờ đi khách sạn trai với trai ai trả tiền, đi trai trả cho ai, để gái trả. Đây nè, tin nhắn đây nè. Anh chống mắt lên mà anh đọc tin nhắn đi. Vậy anh giải thích làm sao? Cười cái gì mà cười? Khùng hả? Sao? Trả lời. Hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Em gái anh nè. Cái gì? Đó. Em gái anh sao? Em gái anh nó... Em gái anh mà kêu hả? Tối nay gặp rồi đi khách sạn ai anh nhớ trả tiền nha. Rồi kêu bí mật nha. Em gái anh mà vậy đó hả? Hả? Em gái anh nó đi gì đó, đi du lịch. Đi du lịch với bạn nó. Xong rồi cứ bây giờ nó phải mướn khách sạn nó ở. Nó không có tiền, nó xin anh. Vậy á hả? Cái bí mật là đừng có để cho ba má nó biết. À, hiểu không? Anh Tuấn à, anh nghĩ tôi là con nít hả? Hả? Bây giờ tôi không có tin. Anh gọi điện cho con nhỏ đó đi. Anh gọi liền cho nó đi. Trời đất ơi, tưởng gì. Mệt em quá. Nè, một hơi nữa rồi đừng có mà mà xin lỗi ngược lại anh ha. Một hơi xin lỗi tôi đi. Lúc đó tôi không có chịu đâu. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Sao ta? Có nghĩa nó mới gọi mình hết pin ta. Em gái đâu rồi ta?
Bây giờ anh gọi á, anh giả bộ là máy bận, cái xong rồi một hồi anh nhờ một con nhỏ nào bạn của anh đó gọi ngược lại cho anh chứ gì, đúng không? Xin lỗi anh nha, cái chiêu này 800 thằng làm rồi, anh đừng có giở mặt với tôi. Bây giờ anh trả lời câu hỏi của tôi, anh quen tôi bao nhiêu năm rồi? 3 năm rồi. Anh quen tôi 3 năm rồi, chứ một lần anh rủ tôi đi khách sạn, rồi bây giờ anh rủ con nhỏ này đi khách sạn, xong rồi anh còn đòi trả tiền cho nó nữa hả? Hả? Anh giỡn mặt với tôi á hả? Hả? Anh xem tôi là cái gì? Anh trả lời cho tôi biết đi. Tại sao 3 năm rồi, 3 năm đối với anh là cái gì? Chắc anh hứa tôi cái gì? Anh hứa với tôi là 3 ngày nắm tay tôi, 3 tuần anh ôm chung tôi, rồi 3 tháng là anh dắt tôi đi vô khách sạn. Rồi bây giờ 3 năm rồi, 3 năm rồi, tôi chờ anh 3 năm mỗi màu tuổi thanh xuân của tôi rồi, trong khi bao nhiêu thằng dòm ngó tôi. Hả? Anh nghĩ anh là sao vậy? Bây giờ anh giải thích rõ ràng cho tôi, anh xem tôi là cái gì? Xem cái gì? Trời ơi, anh yêu em. Chứ không lẽ bây giờ, ê, không lẽ em muốn anh quen em chỉ để cái mục đích cuối cùng dắt em đi khách sạn hả? Tôi không biết đâu. Anh làm sao anh làm á? Em đừng để người ta nhìn mình nữa. Bây giờ em không tin á, em lấy cái số này nè, em gọi lại cho nó đi. Thôi, không chịu đâu. Đó, anh cho em luôn số, chứ anh nói thiệt, anh thề. Bây giờ thì... Thôi, giờ không cần thề, hứa đi. Anh nói thiệt, thôi, anh hứa. Rồi hứa, hứa gì cho hài lòng em đi. Trên đời này, anh chỉ thương có một mình Ngọc của anh thôi. Anh mà có làm cái gì mà sai trái với em cho trời đánh anh đi, anh nói thiệt. Không có, mấy cái này là hiểu lầm, toàn bộ hiểu lầm. Anh còn nghĩ tới gì nữa em biết không? Nghĩ tới gì? Nghĩ gì? Mắc cỡ. Tính nhắc em đi đâu hả? Mắc cỡ. Tính nhắc em đi đâu hả? Anh nghĩ sau này á, mình còn lấy nhau nữa kìa. Vậy á. Đó ha, em sẽ có bầu. Anh hứa về cho tới lúc mà em có bầu á, anh không đi làm gì hết, anh ở nhà anh lo cho em, anh sẽ chơi với cái bụng bầu. Ôi, anh nói đây, anh sẽ nói con ơi, ba yêu con, ba thích cái bụng bầu của con. Anh ba nè. Anh cũng ai vậy? Người ơi, gì vậy chị? Gì vậy? Em có bầu. Ôi da. Ai biết nhìn chị vậy, ai biết chị có bầu. Trời đất ơi, cha đứa bé đâu? Anh giữ xe đó hả? Anh ơi, trời bỏ chạy. Hả? Anh, phải chịu trách nhiệm. Tôi đi bệnh viện nhanh lên. Ông là tôi giết anh liền á. Ủa, gì vậy? Cái gì liên quan gì tôi vậy? Trời ơi. Anh phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Chị, cái bầu. Anh, cái gì? Anh. Trời ơi. Nhiều cái vẫn vui mà sao giỡn gì vậy? Trời đất ơi, tôi không ngờ anh là một con người như vậy. Anh quen tôi 3 năm rồi mà anh không làm tôi có bầu, mà bây giờ anh làm người ta cắt bụng trình hình như vậy hả? Anh muốn nói cái gì? Anh không còn nói gì hết. Bây giờ anh muốn nói đúng không? Anh lại đây. Đi lại đây. Anh giỡn mặt với tôi nè. Tôi không ngờ anh là đồ tệ bạc kiện, đồ sở, thành con người đê tiện. Anh quen tôi 3 năm rồi, anh không làm tôi có bầu, bây giờ cắt bụng bầu người ta như vậy hả? Chị yên tay, tôi đi kiếm thằng khác làm tôi có bầu. Trời ơi, Ngọc, chị làm không? Ngọc đi đẻ à. Trời ơi, đi đẻ cho lên anh. Chị tôi lại anh, tôi đau bụng quá. Chị chơi tôi hả? Tôi chơi cái gì anh? Ủa, tự nhiên cái chị có bầu rồi chị nói tôi phải chịu trách nhiệm gì với chị? Thì tôi nhờ anh đưa tôi đi đẻ, anh không đưa tôi đi đẻ rồi tôi chết, không phải anh chịu trách nhiệm hả? Trời ơi, đau quá, đẻ đi. Chị Bảy, chị nhờ tôi chở chị đi đẻ. Chị nói chữ nhờ ra là con chị đẻ ra bị tam tai hả? Sao chị không nói rõ chữ nhờ? Chị thấy bạn gái tôi, người ta quen sắp cưới rồi. Bây giờ bà nói gì đó? Rồi bây giờ người ta bỏ tôi luôn rồi sao? Bây giờ tôi đẻ thì sao? Nhanh lên. Bà đẻ rồi, tôi đi tay đi gì đúng không? Bà đi đẻ rồi bà nội. Trời ơi, cảm ơn. Cắn mà thiệt quá. Con ơi, từ từ ra, con từ từ ra. Ôi trời ơi.